Mất răng đó thì nó có nhiều cái lý do mà nguyên nhân chính mà làm mất răng. Thì những cái bệnh lý mà hay phổ biến nhất mà hay gây ra cái tình trạng mà mất răng thì cái bệnh lý đầu tiên đó là sâu răng. Tức là sâu răng nó làm phá hủy cái mô cứng của răng và sau đó cái cấu trúc răng không còn nguyên vẹn và phải nhổ răng nó đi. Cái bệnh lý thứ hai đó là bệnh lý nha chu. Thì nha chu tức là thay vì mà cái tấn công vào cái mô răng thì tấn công vào những cái mô nâng đỡ xung quanh răng. Là cái mô nha chu tức là về xương, về nướu và cái dây chằng xung quanh. Thì như vậy đó là hai cái bệnh lý mà gây mất răng rất là phổ biến là sâu răng và bệnh lý nha chu. Thì ngoài ra thì mất răng có thể có do những lý do khác, chẳng hạn như là về tai nạn, hay là có những cái bệnh nhân tức là mất răng bẩm sinh, tức là không có cái mầm răng luôn, thì nó có thể gây ra những tình huống là bị mất răng. Thì như vậy khi mất răng thì có thể là mất một răng và không điều trị lâu ngày thì những cái răng xung quanh bị ảnh hưởng, là bị nghiêng, nó đổ vào, thì có thể dẫn đến mất nhiều răng và cuối cùng là có thể mất toàn bộ răng trên cung hàm. Cho nên là khi mất răng thì cái điều trị nó càng sớm sẽ giúp giữ những cái răng còn lại nó sẽ tốt hơn. Và cuối cùng đó thì ngày nay chúng ta thấy là cái tuổi thọ của con người nói chung đó, càng ngày nó càng cao. Tức là khi mà sống càng lâu, càng lớn tuổi đó, thì cái khả năng bị mất răng nó cũng tăng lên. Tức là chẳng hạn chúng ta sống đến 80 tuổi đi thì cái khả năng xác suất mà chúng ta chỉ còn 20 răng trên cung hàm là nó chỉ còn nó khoảng là 40-50% là chúng ta còn 20 răng. Còn một số trường hợp là có thể là chúng ta còn ít hơn là 20 răng nữa, thay vì so với những người trẻ tuổi là còn khoảng 28-32 răng. Thì như vậy những lý do chính mà gây ra mất răng là bệnh lý về sâu răng, về nha chu, về có thể là bị tai nạn hay là không có răng bẩm sinh, hay là cái tuổi thọ mà càng lớn đó thì cái khả năng cái xác suất mất răng nó cũng tăng lên.